Nhà nghèo ở bẩn. Ôi, khi nào ta mới khá lên được đây? Đã ngoài 30 tuổi rồi á mà vẫn quanh năm đầu tắt mặt tối. Ôi ông trời ơi, sao ông bất công với tôi thế? Mà có kêu vậy nữa cũng có ích gì đâu, nghĩ nhiều chỉ tổ đau đầu thôi à. Ôi, đây là đâu thế này? Chàng trai, đây là khu vườn ước mơ. Đời ta có thể giúp mọi người biến những ước mơ, mong muốn của mình thành hiện thực. Ôi, thật vậy hư ông tiên, tuyệt quá. Xin người hãy giúp con chẳng có mong ước gì ngoài việc có thật nhiều tiền, được ăn sung mặc sướng. Xin ngài hãy giúp con tọa nguyện ạ. Được, điều đó đâu có gì là khó. Dạ, đây là hồng sâm nghìn năm mới được mang về. Xin ngài cố gắng ăn cho mau khỏi bệnh ạ. Ôi, đây là đâu thế này? Sao ta lại thấy trong người như chẳng còn tới sức lực nào vậy? Sao thế này? Sao ngay cả bàn tay cũng không theo ý mình nữa vậy? Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế không biết. Xin ngài đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng không tốt tới bệnh tình của ngài đâu ạ. Ôi, tiên ông ơi, tôi không muốn giàu có mà nằm hấp hối trên giường bệnh thế này đâu. Không, không. Tiên ông, người đã thương thì thương cho trót. Con muốn có một cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng phải khỏe mạnh, không bệnh tật à. Xin người hãy giúp con. Được, chuyện này cũng dễ thôi. Đây là nhà của ta à? Tuyệt quá, hay quá, hay quá. Mình vừa giàu lại vừa không bệnh tật gì. Tiên ông thật tốt bụng. Hèm, chuẩn bị xe ngựa cho ta đi dạo phố xem nào. Dạ, có ngay thưa cụ. Hả? Cụ nào? Dạ, cụ là cụ với còn ai nữa hả? Hả? Sao lại cụ? Mau mang cho ta cái gương ra đây. Dạ. Không, không. Tiên ông, con không muốn thế này đâu. Ôi, tiên ông, nếu cho con thật giàu có mà bắt con trở thành một ông lão già như vậy thì con cũng không chịu đâu ạ. Ông cho con trẻ trung như trước đi ạ. Được, nhưng đây là lần cuối. Trời, tại sao mình lại bị giam cầm thế này? Cho tôi ra, thả tôi ra. Tiên ông ơi, cứu con muốn tự do. Muốn rồi chàng trai à. Lâu nay, sức khỏe, tuổi trẻ, tự do của cậu đều có cả. Nhưng cậu muốn đánh đổi lấy tiền bạc và giàu có. Đây chẳng phải điều cậu muốn sao? Không, không. Trời ơi, may quá, được về nhà rồi. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Đúng là tiền không phải là thứ quý giá nhất. Sức khỏe, tuổi trẻ, tự do cũng là những tài sản vô giá mà mình phải biết trân trọng nó. Những người tốt quanh ta. Mọi người cứ tự nhiên nha. Sau này cứ mỗi tuần mình lại tổ chức một buổi tiệc như vậy cho mọi người xóa thoải mái. Chỗ này, dạo này công việc mình gặp trục trặc nên bạn có thể cho mình vay ít tiền được không? Tưởng gì, bạn cầm lấy đi, bạn bè mà, ngại gì? Cho thật là hào phóng, chúng ta là những người bạn tốt, sẽ luôn ở bên nhau, vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chịu nha. Nhất định rồi. Cậu John, tôi có chuyện muốn thưa với cậu. Bạn có chuyện gì? Chẳng là... đứa con của tôi ở quê đột nhiên bị bệnh,
phải nhập viện cấp cứu, mà ông bà lại đi du lịch chưa có về, nên tôi xin phép cậu cho tôi nghỉ vài ngày và cho tôi xin ứng trước tiền lương tôi về nộp viện phí cho cháu ạ. Đúng là những người lớn tuổi với bà rách việc thật đấy. Nếu bà xin nghỉ thì nghỉ luôn đi, không cần phải lên nữa đâu. Tiền lương của bà đây, bà không cần phải lên nữa đâu. Tiền lương của bà đấy, nhặt đi. Vậy tôi sẽ nghỉ, nhưng rồi cũng sẽ có lúc cậu phải chắc chiêu nhặt từng đồng người khác trả cho cậu, như là tôi lúc này vậy. Bà nghĩ sao, John đại gia như tôi mà phải nhặt tiền làm thuê như bà ư? Bà mơ đi. Chuyến du lịch vừa rồi của chúng ta thật thú vị. John đại gia thật là hào phóng, đã chi hết tiền cho hai đứa mình. Chuyện nhỏ, nhà mình có điều kiện mà. Các người đang làm gì vậy? Một tuần rồi tôi gọi điện cho cậu mà không liên lạc được. Cậu thật là một đứa con tồi. Cậu có biết bố mẹ của cậu bị tai nạn rồi không? Bà nói sao? Bà cậu đã qua đời, còn mẹ cậu giờ vẫn đang nằm viện kia kìa. Những người làm ăn với bà cậu đã đến đòi và xiết nợ mấy ngày nay. Tôi không biết phải làm sao hết. Ngân hàng đã lấy ngôi nhà này để trừ đi khoản nợ ba của cậu vay. Rồi còn biết bao nhiêu người đến nhà để đòi nợ ba của cậu nữa. Nhưng người còn đâu mà đòi chứ? Không, không. Mẹ, mẹ ơi. Jim à, bạn có tiền cho mình vay chút, mình... Hãy cho anh thông cảm, dạo này mình cũng kẹt lắm. Jack ơi. Lúc nó gặp khó khăn, mình hào phóng giúp là thế. Vậy mà... tiền thì cứ thế hết dần, thức ăn cũng hết theo. Tháng sau biết lấy tiền đâu để mua thuốc cho mẹ trị bệnh đây. Mẹ yên tâm, mai con sẽ đi tìm việc làm. Con sẽ kiếm tiền để mua đồ ăn và chữa bệnh cho mẹ. Cậu không có bằng cấp gì, lẽ ra tôi không nhận đâu. Nhưng thấy cậu thành thật, hoàn cảnh cũng đáng thương, phải nuôi mẹ già, nên tôi nhận. Nhớ phải làm việc cho cẩn thận đấy. Dạ, cảm ơn ông. Mọi người dừng tay uống chút cà phê nóng cho ấm bụng. Nè, cậu kia mới đến mà trầm tính lắm, tôi hỏi vài câu mà chỉ gật với lắc. Nhìn cũng vụng về lắm. Cậu này, nghỉ tay ra uống chút cà phê, nhân tiện làm quen với mọi người đi. Mọi người uống đi, tôi không rảnh. Hả? Trời, cậu John. Bà... Thì ra, bà làm ở đây à? Chắc bà thấy vui lắm khi gặp tôi trong bộ dạng này. Đừng tỏ ra quen biết tôi, và cũng đừng quan tâm tới tôi làm gì. Ở đời này đâu có ai thực sự quan tâm đến ai chứ. Tại sao cậu lại ra nông nỗi này chứ? Bà đã mua hết đồ vợ tôi dặn chưa? Dạ rồi, ông yên tâm, tôi vốn là giúp việc lành nghề mà. Kia chẳng phải là cậu John làm trong gara mình sao? Sao cậu ấy lại đi bộ nhỉ? Ông có thể cho cậu ta đi nhờ được không ạ? John à, lên xe đi. Cảm ơn, tôi đi bộ được. Kể cũng tội cậu ấy. Trước đây tôi vốn là giúp việc cho nhà cậu ấy. Ông có biết trước đây nhà giàu có, cậu ta tiêu hoang phí thế nào không? Nhưng từ khi bố mẹ cậu ấy gặp tai nạn, bố qua đời, sự nghiệp tiêu tan, cậu ta lại trở nên như vậy. Nghèo khó, không có tiền, và giờ thì phải đi làm kiếm từng đồng để nuôi người mẹ bệnh tật ở nhà. Đã thế xe không có, giờ lại còn phải đi bộ hơn 20 cây số dưới thời tiết lạnh giá như vậy để đến chỗ làm nữa chứ. Đi bộ dưới thời tiết lạnh giá những 20 km ư? Ai vô ý lại đổ xe trước xưởng như vậy chứ? John này. John, cậu đã làm ở đây cũng được 3 tháng rồi,
Chúng tôi biết cậu rất vất vả khi phải chăm sóc mẹ già và còn phải đi bộ hơn 20 km để đi làm nữa. Lại định lôi tôi ra làm trò cười ư? Tôi hiểu con người cậu mà. Tôi cũng biết hôm nay là sinh nhật cậu, nên bà Mary, tôi và tất cả những công nhân ở đây đã góp tiền lại và tặng cậu một món quà. Sinh nhật quà ư? Đây là món quà chúng tôi tặng cậu, một chiếc xe. Tuy không mới lắm, nhưng tôi nghĩ nó sẽ rất hữu ích cho cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Chúc mừng John. Cậu nhận lấy quà đi. Cảm ơn bà Mary, cảm ơn ông chủ, cảm ơn tất cả mọi người. Trước đây tôi luôn nghĩ có tiền thì mới có quan hệ, còn một kẻ nghèo đến tiền ăn còn không đủ như tôi thì sẽ không có ai thật lòng quan tâm tôi nữa. Những người bạn trước đây tôi đối tốt với họ đều lảng tránh gặp tôi. Tôi nghĩ ai cũng sẽ như vậy khi đối diện với một kẻ nghèo mạt hạng như tôi. Vậy mà mọi người... Tôi thật sự xúc động. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên chàng trai, cậu sẽ làm tốt để mẹ cậu có thể vui lòng được mà. Chuyện của loài hoa bằng lăng. Ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có 12 cô công chúa xinh đẹp. Mỗi người một vẻ, rất được Ngọc Hoàng thương mến, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Các cô con gái của ta, xem kìa, suốt ngày chúng ở trong vườn thượng uyển thưởng hoa đến mức quên cả bái kiến ta. Phụ hoàng giá đáo, thưa phụ hoàng, các loài hoa trong vườn thượng uyển quả là rực rỡ, khiến chúng con không thể rời đi cha ạ. Cha ơi, con thấy hoa li li kiêu sa và thơm ngát vô cùng, còn con thì thấy hoa phong lan mới thật say đắm lòng người. Đúng là vô cùng đẹp mắt, và độ này dưới trần gian cũng là lúc trăm hoa đua nở. Các con của ta đều có tâm hồn yêu hoa, chi bằng bây giờ sẽ ban cho mỗi con làm nữ hoàng một loài hoa dưới trần. Con muốn làm nữ hoàng hoa hồng, còn con muốn làm nữ hoàng hoa li li, thưa phụ hoàng. Các nàng công chúa vô cùng hạnh phúc khi được Ngọc Hoàng ban cho đặc ân là làm nữ hoàng các loài hoa dưới trần. Cả 11 nàng công chúa đều háo hức chọn cho mình một loài hoa. Duy chỉ có cô Út là phân vân mãi, không chọn được loài hoa nào. Con gái Út bé bỏng của ta, con vẫn chưa nghĩ ra loài hoa yêu thích của mình sao? Thưa phụ hoàng, con vốn rất thích màu tím dịu nhẹ, màu của sự ngây thơ và lại có chút mong manh. Nhưng con chưa nghĩ được tới loài hoa nào mang màu tím như vậy. Violet thì lại quá đậm đà, sâu nặng. Tử đinh hương thì lại trông có vẻ cứng cỏi quá. Công chúa Út của ta lại thích màu tím dịu nhẹ, ngây thơ. Đúng là màu đó rất hợp với con. À, đúng rồi, có một loài hoa rất hợp với con. Đó chính là loài hoa bằng lăng. Vậy là Ngọc Hoàng đã chọn cho công chúa Út bé bỏng của người trở thành nữ hoàng loài hoa bằng lăng với màu tím dịu nhẹ và mong manh. Các nàng công chúa giờ đã là nữ hoàng của những loài hoa dưới trần gian. Họ vô cùng háo hức cùng nhau xuống du ngoạn trên dân gian một chuyến để ban thêm sắc hương cho loài hoa của mình. Cùng lúc đó, ở dương gian có chàng thư sinh nghèo. Một buổi trên đường, chàng gặp cây bằng lăng đúng độ đang nở hoa. Chà chà, những bông hoa tím dịu dàng mới đẹp làm sao. Hay là dừng chân một chút nơi đây, vừa thưởng hoa, vừa bình nốt bài thơ này xem sao. Từ đó, cứ chiều chiều, chàng đều ra chỗ cây bằng lăng tím dùi mài kinh sử. Trời đã chuyển tối rồi, ta phải về nhà đã, mai ta sẽ lại ra đây. Thôi chết, sắp mưa lớn rồi. Nếu mưa lớn, những cánh hoa mỏng manh kia làm sao mà chịu được. Mưa bão cũng qua rồi, giờ ta sẽ gỡ những thanh chắn kia đi cho hoa được tắm nắng và đón gió nha. Ở vùng hẻo lánh này vẫn còn một cây bằng lăng nữa, ta ghé thăm nốt cây này rồi lại trở về thiên đình nào. Từ trước tới nay, ta chưa thấy ai lại trân trọng cây hoa đến như vậy.
biết được tấm lòng của chàng thư sinh, công chúa Út thấy lòng lưu luyến đã ở lại chỗ cây bằng lăng ấy để hàng ngày cùng được chàng thư sinh đọc sách bình thơ. Dần dần, công chúa Út đem lòng say mê tại thơ văn của chàng thư sinh đến mức quên cả việc trở về thiên đình. Còn ở trần gian, dần cũng đã đến ngày chàng thư sinh phải lên đường đến kinh thành dự thi. Thế nhưng, chàng cũng không lý giải được sự quyến luyến của mình khi phải rời đi. Cảm ơn cây đã bầu bạn và cùng ta dùi mày kinh sử thời gian qua. Ngày mai cũng đã đến ngày ta phải lên kinh thành dự thi rồi. Thế nhưng, sao trong lòng ta lúc này lại rối bời không nỡ rời đi? Ta phải làm sao đây? Nếu chàng trở thành quan lớn, liệu có trở về bên gốc cây nhỏ bé này cùng ta nữa hay không? Nàng là ai? Lo sợ chàng thư sinh sẽ quên đi khoảng trời nhỏ bé này, nàng công chúa Út hôm đó đã xuất hiện, thổ lộ tấm lòng của mình. Hiểu được tấm lòng của nàng công chúa, chàng thư sinh như bừng tỉnh mà hiểu được rằng sự quyến luyến của mình với loài hoa cánh tím mong manh kia thực chất chính là nụ cười ngọt ngào của nàng công chúa đang đứng trước mặt chàng. Và họ đã cùng nhau thề hẹn sẽ sớm hội ngộ để được nên duyên vợ chồng. Khi tình yêu của cả hai chớm nở, cũng là lúc Ngọc Hoàng mãi không thấy công chúa Út trở về, đã nóng lòng sai thị vệ đi tìm nàng về. Đã tìm suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn không thấy bóng dáng công chúa Út đâu hả? Khởi bẩm công chúa, ra là nàng ở đây. Ngọc Hoàng rất lo cho nàng nên sai ta đi tìm nàng về. Xin mời nàng theo ta. Ta chưa về được, ngươi về trước đi. Chưa về được ư? Xin công chúa đừng làm khó thần. Ta bảo rồi, ngươi cứ về trước đi. Thần không thể trở về một mình được. Xin công chúa hãy cùng thần trở về. Nếu không, thần buộc phải áp giải công chúa về. Cái gì? Ngươi định áp giải ta về ư? Thả ta ra, thả ta ra. Con gái nhỏ của ta, có chuyện gì mà khiến con chậm trễ về thiên đình vậy? Muôn tâu phụ vương, con muốn xin phụ vương một điều. Có điều gì khiến con ngập ngừng vậy? Nói đi con gái của ta. Con muốn xin phụ vương xe duyên chúc phúc cho con. Hả? Xe duyên chúc phúc? Vâng, thưa phụ vương, xin phụ vương cho con xuống dưới trần gian được xe duyên kết tóc cùng chàng thư sinh dưới đó. Con nói sao? Xuống trần gian ư? Không thể được. Hóa ra con không chịu về thiên đình là vì một người trần gian ư? Con thật dại dột. Còn lại còn muốn cả ban phúc cho con nữa ư? Không, không bao giờ. Con xin người mà, con thật lòng yêu thương chàng thư sinh đó. Người đâu, mau nhốt công chúa Út lại cho ta. Con đường đường là công chúa trên thiên đình, ấy thế mà lại muốn kết tóc xe duyên với một kẻ phàm trần ư? Không bao giờ ta cho phép. Từ giờ con tuyệt đối sẽ không được xuống trần gian nữa. Nàng công chúa Út từ đó u buồn, suy tư, nhớ nhung. Bao nhiêu người trên thiên đình đến hỏi xin cưới nhưng nàng đều từ chối. Còn dưới trần gian, chàng thư sinh trên đường đi dự thi, nhưng lòng khắc khoải, chợt hiểu rằng nếu có được vinh hoa phú quý cũng chẳng bằng những ngày tháng được ở bên công chúa Út. Vì tấm tình si đó mà chàng vội vã quay về. Thế nhưng nàng tiên Út không còn ở đấy, và sắc hoa kia thì vì nỗi lòng u buồn của công chúa mà càng nhạt phai hơn. Chàng thư sinh từ đó thẫn thờ bên cây hoa phai màu mà thương nhớ bóng hình cũ. Kể từ đó, nhân gian gọi hoa bằng lăng là loài thơ ngây tượng trưng cho mối tình đầu ngây ngô của tuổi học trò với những rung động trong veo nhưng đầy gian dở. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!